Ồn ào này hoài vậy. Thôi nha, hôm nay nhà có khách đó. Dạ ba ơi. Ba, mời ba. Ủa chị, ông là... Ông Đức, ông mới lên chơi hả? Đây là ông Đức, là ba của chị Vi đó. Bỏ mau chào ông đi. Dạ con chào. Chào con, chào mấy đứa. Ủa, ông Đức, ông lên chơi hả? Đâu có, ông lên đây ông ở luôn. Ủa, là ông sẽ ở đây luôn ở trong căn nhà này. Ủa vậy sao chị Vi nói với con là ông bán nhà cửa trên đây về quê sống? Thì đúng vậy đó, nhưng mà cuộc đời éo le lắm con ơi, đúng không? Mình đâu có tính trước được chữ nhờ, đúng chưa? Không có tính trước được cái gì hết. Ví dụ như là tình cha con nè, cha mẹ làm sao mà quên được, thấy không? Ủa mà coi mọi hình như hai đứa không có muốn ông ở đây phải không? Nếu không muốn vậy thôi ông sẽ là người ra đi. Dạ không phải. Dạ tại không có đâu. Miễn sao chị Vi vui là tụi con vui à. Ông cứ ở lại nha. Không sao đâu ông ở lại đi. Càng đông càng vui. Không sao. Ba. Ở lại với tụi con nha. Thì nhà cửa ba bán hết rồi. Giờ phải ở đây chứ đâu còn chỗ nào đâu dung thân. Với lại ở đây chung với mấy đứa nhỏ nè, cho tâm hồn nó trẻ lại. Dạ. Thôi con đem đồ lên cho ba trước nha. Dạ. Nghe cái gì vậy? Cái này cái gì vậy? Cái gì đâu rồi nhảy nhót theo rồi nó hát cái gì nành 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 là cái gì có hiểu không? Dạ không. Không hiểu nghe chi? Trời ơi, bài đặt nghe cái này tụi con phải nghe cái dòng nhạc của ông nè mới hay. Dòng nhạc bolero nghe nó mới trường cảm, nó mới sâu sắc, đúng không? Nó mới da diết trong tim mình á. Đừng có nghe cái này không có hiểu. Nghe ông hát thử một lần cho biết nè. Ông thích bài này lắm. Hồi 12, 13 tuổi là ông đã thích bài này rồi. Ông yêu sốt. Mày nói mày làm tao quên với bài đó. Hồi tao hát từ hồi nhỏ. Cái gì lỡ lỡ nè. Không phải ghẻ đâu nha. Cái gì nè. Hồn lỡ xa vào đôi mắt. Thấy chưa, cười rồi, tụi con thích dòng nhạc đó rồi đúng không? Dạ không. Thật ra là dòng nhạc bolero là bây giờ lứa tuổi của ông thích thôi. Chứ bây giờ dòng nhạc hiện đại, dòng nhạc K-pop mới là dòng nhạc nổi tiếng không? Con nít gì đâu, sao bây giờ mấy đứa trẻ tụi con kỳ quá. Nghe cái nhạc gì đâu mà kỳ cục. Đúng là hỏng cả một thế hệ. Ơi coi nè, gia vị gì ở đâu của cái nhà này toàn là đồ nước ngoài. Xài đồ nước ngoài không? Không có xài những cái gia vị gì của Việt Nam hết trơn cái trọi á. Dòm nguyên cái bếp rồi kìa, y như là cái bếp của nàng Đê Chanh Cung. Tôi mà ở đây nha, tôi còn ở đây tôi nhất quyết tôi sẽ biến cái bếp này trở thành cái bếp của bà Mười Xìm đó. Thiệt snapping, snapping. Này cũng này vậy sao? Ai biết đâu, bây giờ phải coi nè. Nhưng mà nó khó à. Khoan nghe, từ từ nghe. Ngon lắm nè. Hấp dẫn lắm nè. Khó vậy, lựa bài khác đi. Thôi, hát theo đi rồi xong ấy theo. Sao
sao biết được hay vậy? Không làm được luôn á. Nhìn đấy nè. Đẹp ơi mai lên chốn thành đô, nhà sẽ rực rỡ. Xin anh đừng quên người em bé nhỏ chốn quê xưa, dò dò mong nhà chờ. Xin anh đừng quên người em bé nhỏ dài thơ, chốn đô thành này xa qua cam mi dò chốn anh nè. Này ai ăn thì phải ăn cho lẹ, ăn cho nhanh để nó nổ tè le tét lét rồi sao? Vừa ăn mà vừa coi mấy cái này, biết chừng nào mới ăn xong? Sao lúc nào ông cũng không có thiện cảm với K-pop hết vậy? K-pop là cái gì? Trời ơi, để con nói cho ông biết K-pop là gì nha. K-pop á là một dòng nhạc của Hàn Quốc, là nhạc đó là chỉ bên Hàn Quốc thôi. Thì ha, là K-pop nó được chia ra cũng có hai thể loại, là có cái là solo, có cái là hát nhóm. Mà nó ngon bằng phở không? Ăn phở kìa. Mà ý là để con nói cho ông nghe, ông lắng nghe con đi. Nó thì á, trong nhóm nhạc ha là có rất là nhiều nhóm nhạc nổi tiếng luôn, như là Big Bang nha, BTS nè, Blackpink, EXO, Twice. Là nổi tiếng cái nhóm là nhiều người đó hả? Dạ đúng rồi, 5, 6, 7 người, có khi là lên tới 7, 8, 9 người luôn. Một người có không? Có chứ, đó là hát solo đó ông. Có Hyomi nè ha, rồi có rất là nhiều người ca sĩ solo. Có Vũ Luân không? Vũ Luân là ai? Trời ơi, bên cả lương con không biết hả? Ngọc Sơn con biết. Con không biết. Trời ơi, không biết luôn, anh lên rồi luôn. Biết không? Trời đất ơi, tài tử của Pháp. Cái Ngọc Sơn là ca sĩ của Việt Nam mình, Vũ Luân là nghệ sĩ cải lương mình, không biết hả? Mà tụi con đã nói về K-pop mà. Ủa, ăn đi rồi nói tiếp. Mà không có nghe, giờ ông ngồi ông coi con đi, giờ khỏi phở có gì hết. Ông ngồi ông coi con đi, coi thử thôi. Hồi xưa con dưới quê lên á, con đâu có thích mấy cái K-pop K-biết này đâu. Mà tại nhờ Việt Thi nè, nó cho con coi, sao con mê luôn. Một ngày mà con không coi mấy ở ba hả, là con ăn không trôi, con nuốt không nổi luôn. Ông tới đây ông coi chúng con nè, có khi em thành fan cứng bằng luôn á. Ông biết không, nếu như mà ông coi mấy ở ba của con á, có khi ông đổi style luôn. Trai là gì? Ông đổi gu quá. Gu là gì? Trời ơi, cách ăn mặc á, ông đổi cách ăn mặc luôn ha. Nè ha, ví dụ như bông tai ha, dài nè, xong rồi nặng trĩu, nhìn nó sang rồi, trời ơi, nó chung mà thích lắm. Rồi chân mại ha, có khi ông cạo hết luôn. Ông cạo hết chân mày luôn, xong rồi cái ông vẽ cái chân mày mới cho nó xước lên vậy nè ông. Đó, rồi ha, kẻ anh nờ, kẻ mắt ở trong đây nè. Đó, nó nhọn ra một tí, cho mắt nó sâu, nhìn cho nó quyến rũ ông. Kì mấy bà nội, trời ơi, tôi là 50 tuổi hơn rồi, tôi làm vậy làm chi? Hả? Hồi ăn đi nói nhiều quá à, định lôi kéo phải không? Không có. Gì? Nhưng mà ha, nếu như mà ông thích nghe bolero vậy á, ở K-pop cũng được luôn. Nó có rất là nhiều thể loại nhạc. Chẳng hạn như bây giờ ông đang buồn về chuyện cuộc sống rắc rối của ông đi, nó sẽ có thể loại về buồn về chuyện cuộc sống rắc rối. Chẳng hạn như ông đang buồn về tiền, nó cũng có bài hát về tiền luôn, nó cũng có bài hát về vấn đề tiền luôn. Chẳng hạn như ông buồn về tình nữa, nó cũng có một thể loại riêng về tình cho ông. Nói chung thì có cái gì cũng có hết á. Giật hụi có bài không? Dạ có chứ, thì đó, giật hụi là về vấn đề tiền đó. Trời đất ơi, bệnh cảm có bài không? Có luôn. Bài về bệnh hả? Dạ đúng rồi. Ngộ vậy đó hả? Rồi Tào Tháo rửa. Ông này kỳ quá à. Kỳ gì ta, hỏi thiệt mà kỳ vậy? Nói chung là khi mà ông đến với thế giới K-pop á, là ông sẽ được hòa quyện cùng với âm nhạc. Đúng vậy. Tôi chỉ thích cái dòng nhạc bolero với cải lương của xứ tu thôi, chứ tôi không có thích cái gì K-pop cho bốp của mấy người. Đây nè, mấy người mở ra coi. Mở mấy cái người đó ra, mấy cái đứa này ra. Đó, nè thấy không? Nè, mấy người nhìn kỹ cái mấy đứa này coi. Trời đất ơi, con trai gì không ra con trai, con gái không ra con gái. Coi kìa, ăn mặc có kỳ kỳ cục không, quần ống cao ống thấp tựa lưa. Trời đất ơi, coi nè. Trời ơi, coi nhảy. Thôi cái gì mà thôi, nhảy như dòi vậy đó hả? Ông có được xúc phạm với cờ bao không? Cái gì? Mày tôn cái đám này lên mày làm ba mày rồi hả? Không phải là ba, mà là oppa, là mấy anh á. Cái anh đó hả? Ông có được xúc phạm với cờ bao không? Ông lúc động thù hằn với khai bóp hết á. Nói cái gì? Thù hằn hả? Được, bây giờ tôi nói cho mấy cô nghe nha. Nghe cho rõ nghe chưa?
tôi đẻ được ba mẹ các cô nha, chứ đừng có nói gì tới các cô nha. Thấy tôi cưng, tôi chiều, tôi nói chuyện, tôi đùa, tôi giỡn cho vui, rồi đâm ra mấy cô nên hỗn lại với tôi hả? Hả? Trời đất ơi, tôi nói thiệt, nếu như tôi cấm không cho mấy cô nghe cái dòng nhạc này là mấy cô cũng không được nghe. Tôi bắt mấy cô phải xóa khỏi cái đầu óc mà mấy cô phải xóa. Tôi bắt mấy cô phải nghe bolero thì mấy cô phải nghe bolero. Nghe rõ chưa? Đừng có nói cái kiểu đó. Mấy cô phải học, mấy cô phải biết yêu thích những cái gì bên Việt Nam của mình. Đi theo mấy cái này làm cái gì? Ví dụ nghe cải lương cũng vậy. Ví dụ như là Điệp ơi mai lên chốn thành đô, nhà xe rực rỡ, xin anh đừng quên người em bé nhỏ chúng em chưa nhỏ nhỏ. Hai tô này không lẽ mình quăng không? Bây giờ trời ơi. Ơi ba. Ủa trời, ba ăn hai tô luôn hả? Mình tao ăn. Ủa sao vậy? Tụi nó không ăn, tao ăn. Ủa rồi mấy đứa nhỏ đâu? Nó không, tao không thích cái bớt. Hả? Tao không thích cái bớt. Nó giận, nó bỏ anh lòng. Nó chọc ghẹo gì ba nữa hả? Không có chọc ghẹo gì hết. Nói chung là tại vì tao không thích cái bớt, cho nên tụi nó giận tao. Ủa, là sao? Trời, no quá, mệt quá. Bây giờ như vậy nè, ba thấy rồi, ba lớn tuổi rồi, ba già rồi, ba thấy là ba không có hợp. Ba không có hợp cái không khí sôi động, ba không có hợp với cái gì mà nó ầm ĩ, ba không có hợp với những cái gì mà nó cứ nhảy nhót rần rần hoài, ba nhức đầu quá. Ba không thích ứng kịp đối với cái cuộc sống hiện đại bây giờ, ba thích ứng không kịp. Ba thấy là ba không hợp ở cái ngôi nhà này. Ba nói gì kỳ vậy ba? Ba không có nói gì kỳ hả? Con coi lại coi, con thấy có cái chùa, cái đình, cái miếu gì đó, con gửi ba vô. Ôi đó đi. Ba nói gì? Ba làm công quả, ba ở trong đó cũng được. Đâu có được ba. Còn không nghe, cho ba ở gầm cầu đi. Thôi mà ba là ba của con ở đâu thì ba phải ở đó chứ. Thì đúng là con ở đâu ba phải ở đó. Nhưng mà con cũng phải có cái quyền tự do của con. Con cũng phải có cái quyền tự do trong nhà. Con phải có ai để cho con vui vẻ. Tuổi con cũng là tuổi trẻ, con thích tụi nó thì con với tụi nó cũng được. Còn ba thì ba già rồi. Nói thẳng một điều là tao không thích K-pop. Không, ba vẫn quan trọng hơn chứ ba. Không, bây giờ con nên tính lại, con suy nghĩ lại đi. Tao không thích K-pop. Ủa? Ba không thích họp. Ủa ba? Ba à? Mai ở đây chẳng rời xa cha con chúng ta phong ba bước qua, vì nơi đây sẽ chính là nhà có tình yêu thương thiết tha và chẳng sẽ mãi mãi che chở.